Chiếc OTP Mizu và Harry Lu vẫn khiến cộng đồng mạng quấn quéo như ngày đầu. Nhiều người chỉ mong đây là bến đỗ của chị. Mua cho ai vậy? Tất nhiên là mua Mizu rồi. Có thể mua nước cho Yu thôi. Mizu ăn rất là dễ. Mizu và Harry Lu từng hợp tác trong một dự án phim điện ảnh. Tương tác của cả hai đã từng khiến cho cộng đồng mạng được giúp mê mệt. Sau đó cũng vì tai nạn của Harry Lu khiến cả hai ít tương tác và nhiều người hâm mộ đã quên lãng chiếc OTP này. Sau khi Harry Lu trở lại và bắt đầu hoạt động nhiều trên mạng xã hội, anh đã nhanh chóng tương tác vào bài viết của Mizu. Khi cô nàng gọi cục cưng ơi, thì anh chàng này không ngần ngại gì mà đáp ơi ngay. Điều này đã khiến cho nhiều người nhớ đến ngày trước anh chàng cũng thường gọi Mizu như thế. Có người còn nhắc đến chuyện Harry Lu đứng hình khi được Mizu hỏi có thích mình không khiến cho cộng đồng mạng tin chắc rằng chắc chắn trong khoảng thời gian ấy cũng là có rung động đi. Thậm chí món quà mà anh gửi vào ngày sinh nhật của Miru cũng gọi cô nàng là Mizu thương mến khiến ai cũng phải suýt xoa sao mà dịu dàng quá. Ngày trước khi anh chàng mua nước và nhận được câu hỏi mua cho ai vậy thì cũng không ngần ngại cho biết tất nhiên là mua cho Mizu và khẳng định rằng Harry chỉ mua nước cho Mizu mà thôi. Đến hậu trường và những tương tác của cả hai trên đoàn làm phim cũng khiến khán giả không khỏi thích thú. Đến cả khi nhiều người khen Mizu xinh, anh ta cũng không ngại flex rằng Mizu thì ngày nào cũng xinh. Và cho biết mọi người yêu thích Mizu thì mình đã cảm thấy rất vui rồi, làm cho Mizu ngồi bên cạnh cũng phải ngại. Có lúc anh chàng còn thừa nhận rằng ở trên đoàn phim mỗi lần nhìn Mizu ăn cảm thấy rất vui, bởi vì lúc ăn cô nàng vô cùng đáng yêu và giống như những chú chuột hamster vậy. Nhiều người không khỏi để lại bình luận chắc nịch rằng anh chàng này đã từng có tình cảm với người đẹp. Nhưng đó là chuyện của ngày trước, còn hiện tại nhiều người không thể xác định rõ và nhận định có thể cả hai bây giờ chỉ là bạn mà thôi. Chính vì sự trở lại trên mạng xã hội của Harry Lu mà nhiều người đã nhanh chóng tiếp tục sự nghiệp chèo thuyền, bởi vì OTP này đáng yêu quá. Có người lướt mạng xã hội gặp nhiều đến nỗi cứ ngỡ đâu đã quay ngược thời gian trở về 5 năm trước. Những chiếc video được Mizu đăng tải trên top top từ những năm 2020 cũng bất ngờ được cộng đồng mạng đào lại để xem vì quá là đáng yêu. Nhiều bình luận còn vô cùng trông chờ cả hai sắp đến sẽ hợp tác trong một dự án mới sau 4 năm hai chàng một tình yêu. Ngoài ra, cộng đồng mạng còn đùa rằng nếu chiếc OTP này thành thật thì sẽ vui lắm, bởi vì chuyện tình yêu của Mizu đã tốn rất nhiều giấy mực cũng như sự quan tâm của mọi người. Khán giả vẫn rất trông chờ xem chàng trai được người đẹp này chọn lựa sẽ ra sao. Bởi vì sau mối tình không thành với thiếu gia Phan Thành, Mizu gần như vô cùng kín tiếng trong việc công khai chuyện tình cảm. Nhiều người từng chèo chiếc thuyền của quý ông tia chớp Trần Anh Huy với Mizu, nhưng mà sau cùng lại khiến mọi người tiếc nuối khi Trần Anh Huy công khai bạn gái. Thế nên nhiều người đã cảm thấy rằng nếu như Harry Lu có thể là bến đỗ của Mizu thì sẽ tuyệt vời lắm. Vì sau tất cả, người hâm mộ vẫn mong muốn người giỏi giang và xinh đẹp như Mizu có thể hạnh phúc. Có người cũng mong rằng Harry Lu sau tai nạn có thể tự tin trở lại showbiz, bởi vì vẫn còn rất nhiều người yêu mến và nhan sắc của anh chàng hiện tại vẫn khiến nhiều trái tim thiếu nữ không khỏi rung động. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!